Rất vui gặp lại toàn thể quý vị các bạn, Đức Quốc Trần Channel đây. Và với video này thì xin mời toàn thể quý vị các bạn cùng đồng hành với Đức Trần Channel. Chúng ta sẽ dạo một vòng tham quan trung tâm của thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo nha. Cũng đã rất lâu rồi mới có dịp trở về với vùng đất của Chợ Gạo Tiền Giang. Và bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên, tại vì Đức Quốc Trần Channel đang đi về từ hướng Gò Công về Chợ Gạo đến với thành phố Mỹ Tho. Chính vì thế là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu qua cầu Chợ Gạo. Đây là cái cầu mới, cầu tránh sau này. Chứ thật ra thì qua cái cầu cũ thì nó nằm bên tay trái của màn hình đây. Và bắt qua cái con sông này gọi là con sông Trà. Bên tay trái màn hình đó là cái khu vực cầu cũ của Chợ Gạo. Còn bây giờ cầu mới thì mang tên là cầu của Nguyễn Hữu Huân, mang tên một vị rất là nổi tiếng ở vùng đất Mỹ Tho Tiền Giang này. Đó là nhắc về ông Nguyễn Hữu Huân mà người ta quen gọi đó là Thủ Quang Huân, bởi vì tên của ông cộng với cái chức vụ của ông đổ thủ khoa cho nên được gọi là Thủ Quang Huân. Và tượng của ông cũng đã có mặt ở tại khu vực của vườn hoa Lạc Hồng ở tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiết hôm nay rất là nắng nóng, cho nên là chúng ta thấy rằng là khí trời nó rất oi bức. Đây bây giờ chúng ta qua cái cầu chính nha, cầu Chợ Gạo bắt qua cái dòng sông Trà đây. Đấy là một nhánh thôi, còn bây giờ chúng ta qua cầu chính, cầu Chợ Gạo. Đây cũng là một cái cầu mới thôi, chứ thật ra cầu Chợ Gạo cũ thì cũng nằm bên tay trái, giống như cầu Nguyễn Huân hồi nãy. Xa bên kia đó là cây cầu cũ, cầu Chợ Gạo cũ. Và bên dưới đó chúng ta thấy là trung tâm của thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bên dưới đó dòng sông này là dòng sông Trà. Chúng ta đi là một đoạn ngắn để ngắm nhìn thị trấn Chợ Gạo nha.
Đây chúng ta vô cái chợ gạo đây, chợ của chợ gạo. Ngày xưa đây là một cái nơi giao thương buôn bán về lúa gạo, và từ đó thì người ta đặt tới tên. Và cũng với cái mô típ là nhất cận thị nhì cận sang, cho nên là cứ qua cây cầu là có cái chợ, chợ ở cạnh sông. Chính vì thế là đây là một nhánh của con sông Tiền mang tên là sông Trà, và cái chợ gạo này nằm cạnh với sông Trà. Xa xa đó là cầu chợ gạo cũ á. Ngôi chợ buổi trưa, khí trời oi bức, và với mùa dịch Covid cho nên là vắng khách. Trước đây có một cái công viên, là công viên của huyện chợ gạo. Phải nói là cũng rất lâu rồi mới trở về lại cái khu vực của chợ gạo tỉnh Tiền Giang. Từ lúc mà xây dựng cây cầu chợ gạo mới đến giờ thì lần đầu tiên Đức Phát Trần Channel có dịp trở lại. Cho nên là rất là vui là gửi đến quý vị các bạn những hình ảnh về xung quanh của khu vực chợ gạo, một cái địa danh cũng rất nổi tiếng ở đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một huyện của tỉnh Tiền Giang, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Xin mời quý vị các bạn cùng bấm like, subscribe và share kênh Đức Phú Trần đến cho tất cả mọi người. Đây là kênh mà cung cấp tất cả những thông tin về văn hóa, di tích, lịch sử, ẩm thực, cũng như tất cả những cái khu vui chơi giải trí, về du lịch, những cái tín ngưỡng dân gian và những cái điều tốt đẹp của đất nước Việt Nam, cũng như là tất cả các nước trên thế giới nếu có dịp. Thì đến với tất cả mọi người, mong tất cả các bạn cùng đóng góp những lời chân thành để kênh một ngày tốt hơn, mang đến cho quý vị những cái thông tin hay hơn và những hình ảnh rõ đẹp hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại nha. Chúng ta sẽ tạm biệt với huyện chợ gạo. Đây là cái vùng binh chính, trung tâm để đi đến với các huyện khác, như là ở Tân Trụ, rồi về lại Mỹ Tho, Long Điền, v.v. Xin hẹn gặp lại những video kế tiếp.